Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Chúng ta lại tiếp tục được trở lại với nhà vườn của anh chị Kiểm Chi ở Lương Tài, Bắc Ninh. Em chào anh ạ. Vâng, chào chú, chào anh em Yêu Cây trên cả nước nhé. Vâng, anh ơi, mỗi một lần em đến với vườn nhà mình thì thấy tổng thể vườn này và cây cối thay đổi rất là nhiều. Vâng. Mỗi một lần đến đều thấy những cái điều ngỡ ngàng. Em xin phép anh được review một vài tác phẩm ở trước sân này tí anh nhé, cho anh em Yêu Cây được chiêm ngưỡng và có thể biết đâu giao lưu với Bắc Kiển nữa. Vâng. Anh ơi, đây là chất xanh gì đây anh? Cây này là xanh quê. Đây là một cái cũng cây rất mong là được giao lưu với tất cả anh em Yêu Cây. Đây, cây xanh này cũng là một cây xanh hoàn thiện của anh ấy. Vâng. Hình như nó giả lắm anh ạ. Dạ. Cây này cũng hơn 20 năm rồi. Lá này lá gì nữa đẹp nhỉ? Đây vâng. Đây hình như xanh quê lá nhựa anh ạ. Vâng. Đúng không anh? Vâng. Xanh quê lá nhựa, nó lá nó dày và lá nó xanh mướt. Vừa rồi là tôi cũng bán một số cây mini nhỏ này. À đấy. Rồi thì mình làm là cứ phải hoàn thiện mình mới bán. Mình làm cây chứ không phải là buôn xáo xác thì phôi phai là người ta cũng bán luôn đấy, nhưng mà mình anh cho em mạn phép hỏi là ví dụ cây này bọn em muốn giao lưu thì anh để cho bọn em bao nhiêu tiền? Cây này nếu giao lưu 10 triệu. 10 triệu, ok anh. Sau cái cuộc triển lãm bonsai đầm chành anh ạ. Bà. Thì với nội dung là tôn vinh những cây chơi mini thì anh em rất là thích hàng mini của cây. Bây giờ đang bán nhiều hàng nhỏ này. Vâng. Cây này tổng bóng của anh khá đẹp. Vâng. Đây cái gì? Cây anh. Em sang bên này của anh còn rất nhiều cây nữa đúng không? Vâng. Đây cũng là một cây xanh này. Hình như đây cây là xanh Nam Điền. Nam Điền đúng không? Nhưng cây này thì cái thân pháp nó chạy nó quái nhỉ, nó dị, đúng không anh? Vâng. Có những cái đường cua chạy, đường cua đẹp. Cây có cái nét nó cũng rất lạ. Anh ơi, cái nét đấy nhìn từ phía sau này còn nó lộ hơn này anh ạ. Dạ. Dạ. Đây, cứ xem nhé. Để nét xanh. Đó. Nét rất lạ, không giống cây nào. Bác ạ. Vâng. Bóng bóng nước. Tổng bông bóng của anh gần như xong rồi đúng không anh? Xong rồi. Xong rồi. Bây giờ chơi chúng ta mang về tưới nước và chơi thôi. Thỉnh thoảng có cái mầm nào vọt lên tỉa cho nó giống nghệ nhân. Bóng bóng nước. Chào bác. Anh ơi, cây nhân trước nó bán quán nó thôi nó không bán nó đưa về cho nó đưa bọn tao lấy về nhà. Bác để uống cái này. Uống nó nhiều lắm mà. Vâng. Anh đang nói chuyện với khán giả đấy. Anh đang nói chuyện với khán giả đấy. Đây chúng ta sang đến tác phẩm ruối. Ruối này như là ruối bông bông nữa. Đây hình như là cây hai thân này. Hay là mẫu tử anh? Mẫu tử. Mẫu tử đúng không? Vâng. Em chưa nhìn rõ lắm. Mẫu tử nhưng mà cả tử và mẫu đều chạy rất điệu. Đây hình như của anh là có mấy tử. Mấy tử đấy. Mấy tử chứ không một tử. Bông bông nước. Đây. Cây này hình như anh mang đi triển lãm rồi đúng không? Rồi, mang đi chơi. Đấy. Một số cây nhỏ là đi chơi những cái chỗ anh em
em chặt chặt chỗ là toàn chơi cây, trưng bày cây nhỏ đâu. Vâng. Đây. Mình cũng phải có vài tác phẩm. Anh ơi, ở bên cạnh đây là cây gì đây anh? Túc. Cây túc ạ? À? Cây túc này hình như là đây là anh là nguồn gốc là cây khai thác sao nhỉ? Cây này nó ở trên chậu mấy chục năm rồi. À nhưng mà nó cất chậu đấy. Mới cắt đi làm lại. À. Trước nó hoàn thiện hết rồi. Nhưng mà sao nó lại già này nhỉ? Rồi. Đấy lu nó kinh khủng. Đây quý vị này. Cây này chắc chắn là ở trên chậu rất nhiều năm rồi. Vâng. Tu luyện trên chậu nhiều năm rồi. Bệ rễ nó gồng cả lên như này. Rồi. Anh trong vừa mới cắt. Mới cắt. Cắt nó xuống nữa để vài. À đây là mầm này. Chắc là anh cắt để đón lộc xuân đúng không? Rồi. Chơi Tết đúng không? Không, thì cắt đến đợt là cắt thôi. À. Không phải là để chơi Tết đâu. Yeah. Nhưng mà em nghĩ là khoảng tuần nữa là nó đỏ chót ấy. Rồi. Mà tuần nữa là Tết. Anh cái bệ phía sau còn đẹp nữa này. Được. Cái bệ phía sau đây này nó bệ nó già hay nó gồng lên này. Tức là khả năng anh ơi cái chậu này cũ của người ta hay chậu của anh ấy? Không, chậu mới. Chậu mới trước nó cũng ở cái. Thế thì khả năng cái chậu trước nó nhỏ hơn. Được. Tí xong người ta đặt sang chậu này đúng không? Cây đấy nó ở đâu ra nhỉ? Vâng. Cây này cũng lâu rồi. Nhưng nó vẫn ở đây à? Vâng. Trước là hình thù nào lại không để ý. Trước nó hoàn thiện hết rồi. Có chỗ làm người ta phải đi về. Vâng vòng nước vào à? Vâng thôi tao về công việc lúc khác. Vâng vâng. À. Cái túc này bây giờ chia thành nó là cây ba vai. Hai thân. Hai thân. À, hai thân. Đây, cây này anh phủ đủ bông bóng rất đẹp. Được. Trông nó già nó quái này nhiều nét. Bác ơi bà nhé. Anh ơi, em xin cảm ơn anh đã bớt chút thời gian giao lưu với lại kênh yêu cây. Em xin phép tiếp tục giao lưu với anh và cũng review vườn của anh ở các cái video tiếp theo. Em chào anh ạ. Vâng, chào chú. Đấy, vườn của anh Kiển còn rất là nhiều và sâu trong này quý vị ạ. Đấy. Cả vườn ở trên tầng thượng nữa, nhiều lắm. Em sẽ tiếp tục giao lưu với lại nghệ nhân cũng như là review vườn và những cái cây đẹp để truyền tải tới quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.